Wow, anh ta dọn đi rồi sao? Tôi không biết. Nè, nè, hai người chia tay hả? Mặc kệ tôi đi. Trả lời tôi đi, bộ chia tay rồi hả? Tôi không biết, hỏi hỏi hỏi. Anh đã mấy ngày rồi không về nhà. Nhưng mà cô nhận tiền rồi thì phải làm chứ. Đi rửa mặt đi, tôi viết với cô. Không viết, hồi lại đi. Đi đi, trở đi không rồi hả? Không viết, tôi đã nói là hồi lại rồi mà. Giờ tôi gọi điện để hồi lại. Hồi, hồi cái gì chứ? Không được hồi. Tôi đã nói là viết kịch bản phim, không phải là gì anh ta. Bây giờ cô gọi làm dơ danh tiếng của cô. Tôi viết phim là gì anh ấy? Bây giờ anh ấy không cần số tiền đó nữa. Tôi viết để làm gì? Nè, nè, bây giờ cô bị điên rồi hả? Còn trả đi. Trả lại cho tôi, đưa đi. Tiền này tôi thắng được mà. Của tôi, trả lại đây. Trả lại đây cho tôi. Không sao chứ? Nè, đau lắm đó. Cô nhìn cô giống cái gì? Cả đời chỉ biết vì trai buông thả bản thân, suốt ngày dùng việc ba má mình bỏ đi làm lý do để hành hạ bản thân thôi. Cô tự ương bướng như vậy ngầu lắm hả? Rất giả tạo, rất tự phụ đó. Anh chửi đủ chưa vậy? Còn nói tôi ở bên cạnh ai cũng sẽ ủng hộ cho tôi. Tôi ủng hộ cô bởi vì tôi quan tâm tới cô. Cô nhìn cô đi, không biết yêu thương bản thân của mình gì hết. Ở đâu buồn thả bản thân mình đi. Ăn cơm nè cục cưng. Nè, qua đây nhanh lên. Ăn cơm nè cục cưng. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Wow, sao cô thấy ngày nào cũng ăn đồ ăn này không biết chán vậy trời? Bởi vì có anh ở bên cạnh em, cái gì cũng cảm thấy hài lòng. Cải trắng cá mặn cũng ăn rất ngon. Tức là con cũng đã giúp đỡ cửa tiệm nhiều ngày lắm rồi. Ba cũng khỏe lại rồi, cũng tới lúc con phải quay về làm gì chứ. Con nói nghiệp ba có phải tốt hơn không? 30 tuổi đầu rồi, đừng có ương bướng nữa. Cô tưởng là ương bướng ngầu lắm hả? Rất giả tạo, rất tự phụ đó. Đồ ngốc, không cần phải buồn bã. Một lát cô Chun tới còn không có chịu về luôn đó. Chun? Chun nào vậy? Cô mày cưới rồi thì kiếm cô Chun thôi. Con gái rượu của nhà bán rèm cửa đường kế bên đó. Tiểu thư khuê cát, môn đăng hộ đối. Bác trai bác gái. Tới rồi hả? Ngồi đi, ngồi đi. Ăn cơm, ăn cơm. Dạ được. Anh chính là Thiên Quy hả? Chào cô, tháng 6. Tháng 6? Anh vui tính quá. Đúng rồi, bác trai bác gái, con có làm thêm đồ ăn mang qua đây. Thịt viên hấp, món cũ nhưng mới, ăn hoài cũng không chán mà. Bình yên là phúc, êm đềm hạnh phúc. Yêu là vĩnh cửu, khi tình yêu là em. Bác trai bác gái, hai người đừng nói như vậy mà, con mắc cỡ lắm. Ăn cơm, ăn cơm đi. Ăn thịt viên đi. Nè, đừng mà, con không muốn đâu. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tạm thời tôi không muốn ăn thịt viên hấp. Hay là chúng ta ra ngoài dạo đi. Cũng được đó. Ờ, được, được. Hay là đi coi phim đi. Tốn tiền lắm, đừng mà. Chúng ta trò chuyện là được rồi. Cô không coi phim sao? Cũng có lên mạng để coi phim. Vậy hả, cô coi phim gì? Coi phim Hàn Quốc đó, phim về tình yêu. À, phim AV của phụ nữ. Vậy còn anh? À, phim gì tôi cũng coi hết. Điện ảnh là ước mơ của tôi, cho nên quay phim là mạng sống của tôi. Nhưng công việc của anh có đủ để nuôi sống gia đình không vậy? Liên quan gì tới cô? Nhưng mà chứ không sao, tôi không ngại vợ chồng cùng đi làm đâu. Quan trọng nhất là ổn định là được rồi.
Cô có ước mơ gì không? Ước mơ của tôi chính là cùng chồng tương lai tiết kiệm tiền làm đám cưới, mua căn nhà, sau đó sinh con, có thời gian thì nuôi thêm một con chó. Chỉ có vậy thôi sao? Cùng lắm một năm đi thêm 2 lần du lịch nữa. Tôi không tham lam đâu, đi châu Á cũng được rồi. Ê, nhân vật đơn điệu không điểm nhấn. Sao anh không lên tiếng vậy? Có phải tôi quá chủ động không? À không phải. Tôi nghĩ để tìm được một người hiểu mình thì đúng là không dễ dàng chút nào. Cô cũng thấy như vậy có phải không? Anh sao vậy? À, xin lỗi nha, trường quay bị trễ. Không sao, tôi cũng đang chạy kịch bản, tôi gọi món rồi. Anh ăn trước đi, để đánh luôn câu này đã. Xong rồi. Chuyện gì đây? Nhìn thấy mấy thứ cô viết muốn nổi da gà luôn. Những biên kịch nhỏ như chúng tôi, à, để tôi tự làm. Bên trên kêu viết gì thì viết đó thôi. Không phải đâu, thật sự rất cảm động đó. Phim nội trợ cậu quyết như vậy cũng cảm động được anh hả? Nè, lời thoại muốn viết tốt không dễ đâu, phải khiến cho người ta cười khóc nữa đó. Đúng là phải có chút năng lực mới có cái bản lĩnh này nha. Anh cũng rất tài giỏi mà. Vị trí của các anh cũng không phải chuyện đùa. Có 30 tiếng chưa ngủ đúng không? Ê, 30 tiếng gì chứ? Vì muốn theo đuổi ước mơ không ăn không ngủ cũng có sao. Còn không chịu tắm nữa. Đúng là không phải ai cũng chịu nổi anh đâu. Thật ra chúng ta đúng là có duyên đó. Sau khi tốt nghiệp cũng có thể gặp lại ở đài truyền hình. Còn không phải định mệnh sắp đặt sau này cô viết kịch bản cho tôi quay, tạo ra nhiều bộ phim kinh điển sao? Nằm mơ thì có đó. Còn đủ thứ anh phải chịu đựng đó, đồ nghèo mạt. Sao có thể dùng tiền đông đếm ước mơ chứ? Tôi không muốn sau này khi tổng kết lại, cuộc đời chỉ có tiền không thôi. Cô phải làm việc mà mình yêu thích vì đam mê. Thỏa sức bùng cháy với đam mê mới không uổng kiếp này chứ. Có phải vậy không? Người ta tưởng chúng ta là mấy kẻ điên đó. Chính bởi vì có mấy kẻ điên như chúng ta mới có thể chống chọi lại với cuộc đời êm đềm nhạt nhòa như vậy. Đúng lắm. Tôi hẹn hò cũng chỉ vì vậy thôi. Đốt cháy sinh mạng của tôi không uổng kiếp này. Sau đó để rồi yêu nhầm bao nhiêu người. Nè, chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Cạn ly đi bà điên. Ông điên. Ông điên cùng với lại bà điên. Không uổng kiếp này. Không uổng kiếp này.